Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. À, mình cũng đã tháo được ra đây rồi. Về cái tháo của nó thì cũng đơn giản thôi. Đỡ mất thời gian của các bạn thì mình sẽ không quay cái đoạn tháo nữa. Các bạn chỉ cần tháo bốn cái ốc này, đây, có bốn cái ốc này. Đó, thì các bạn tháo nó ra. Đằng sau thì nó sẽ có ba cái ốc. Đấy, ba cái ốc này các bạn tháo xong, bạn nhấc cái này ra. Đằng sau nó là cái điện thôi. Đấy, cái phần điện của nó. Thì một cái máy khoan bê tông thì bao giờ nó sẽ gồm hai phần. Một là cái phần động lực à, hai là cái phần motor quay thì cái phần motor quay thì nó sẽ gồm có một cái cò này các bạn này cái cò này chúng ta có thể điều chỉnh được tốc độ nha chúng ta bấm mạnh hay nhẹ thì là nó sẽ đi điều chỉnh được tốc độ ở đây thì nó là cái hệ thống chổi than và đồng thời là nó có cái xoay như này để đảo chiều động cơ đây là cuộn stator của chúng ta đây đó stator thì nó gồm có hai cuộn nó cố định còn đây là cuộn rotor của chúng ta nhé các bạn nhé đấy đây là rotor này các bạn có thể nhìn thấy hàng rotor của bốt chính hãng nhé. đấy cực kỳ xịn sò luôn thì mình sẽ xoay đầu này các bạn xem rõ này có cả seri người ta khắc ở trên rotor luôn nhé. số seri này đó rất kỳ là xịn sò luôn đây là rotor chính hãng bốt luôn thì cái phần rotor và stator nó tạo thành một cái motor quay với cái động năng với cái lực quay rất lớn và cái khi mà cái rotor này quay thì nó sẽ chuyển động tới cái khối động lực của chúng ta đây mình sẽ rút nó ra cho các bạn xem này đây là chính là cái khối động lực là cái phần búa nó nằm ở trong đây Đấy, các bạn nhìn thấy chưa Đấy, một hệ thống toàn cơ khí ở trong đây các bạn đấy các bạn nhìn thấy không Đấy. Đây, khi mà motor nó quay này các bạn nhìn thấy không cái nó chuyển động này phải nói là người ta nghĩ ra những cái chi tiết này phải nói là rất giỏi đấy rất thông minh đây các bạn có thể nhìn thấy xung quanh của nó đây cái motor này nó sẽ được nối cái trục này thông qua một cái hộp số bên trong này bên trong này nó sẽ có một cái bánh răng hộp số rồi còn cái đầu này thì các bạn có thể nhìn thấy đây trong này rất nhiều mỡ các bạn nhé mỡ bôi trơn thì cái đầu này thì nó sẽ gồm có hai cái phần, một là cái phần trục trục ở giữa này, các bạn nhìn thấy chưa? Mỡ mỗi bộ trơn nó nhiều quá. Và hai nữa là cái trục nhỏ nhỏ này. Cái trục nhỏ nhỏ này thì nó sẽ kết nối với cái bộ phận ở trên này. Đây nó chính là nó chọc vào cái lỗ này các bạn nhé chọc vào cái lỗ này. Khi mà cái motor quay này thì các bạn nhìn thấy chưa? Cái trục này nó quay và khi cái trục nhỏ này nó sẽ chọc vào cái lỗ đấy thì nó sẽ quay theo. Và cái trục nhỏ này nó sẽ có bánh răng nó sẽ bắt vào cái bánh răng của cái chục lớn này thì cái trục lớn này chính là nó sẽ chuyển động ra cái đầu đầu máy khoan đây và các cái mũi khoan của chúng ta sẽ gài vào đây nha các bạn thấy nhá đấy đây mình sẽ quay cho các bạn xem này ô cái này là đang búa đây đây xoay đây đấy các nhìn đây nhá khi mà nó quay đây nó quay quay trục ở, giờ, ở đầu đấy nhá khi mà nó quay thì các bạn nhìn đây nhá cái trục lớn nó quay thì cái trục nhỏ nó quay đó và ngược lại thì khi mà trục nhỏ quay thì trục lớn nó sẽ quay thì bên trong này nó chỉ có như vậy thôi. Ở đây nó sẽ có một cái trục nhỏ, có một cái bánh răng và nó kết nối với cái trục lớn bằng một cái bánh răng lớn. Thì theo cái tỷ lệ truyền thì là cái bánh răng nhỏ khi mà kết nối với bánh răng lớn thì nó tạo ra một cái lực rất lớn ở cái đầu ra. Thì đấy là cái cơ đấu chuyển động quay của một cái máy khoan thông thường nhá Chuyển động quay thì chắc là cũng không có gì đặc biệt rồi Nhưng lúc nãy các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta bật sang cái chế độ búa này Có cái búa này Đó Hoặc là chúng ta bật sang cái chế độ nguyên búa không thôi Đó thì nó vừa quay nhưng mà nó vừa có cái lực búa nó đập dẫn đến là chúng ta khoan rất nhanh Thì cái cơ cấu búa của nó như sau Các bạn có thể nhìn thấy ở đây này Đây Đây nha Các bạn nhìn thấy chưa Ở đây nó sẽ có một cái piston nó chuyển động lên chuyển động xuống khi mà mình quay này Đây mình quay này Đấy, Các bạn nhìn thấy chưa Nó sẽ chuyển động lên chuyển động xuống đúng không ạ Đó thì về cái chuyển động quay nó tạo ra cái lực quay của cái máy khoan thì nó thông qua cái trục này rồi. Đó. Nhưng cái lực búa, lực búa chính là thông qua cái piston này. Đấy. Đây nha cái piston này. Và trong lòng cái piston này thì nó sẽ có một cái quả đây này, quả búa này, nó sẽ nằm đây. Mình sẽ rút nó ra cho bạn xem. Chặt phết đấy. Ui giời. Đây. Đây nha, trong lòng cái piston này thì nó sẽ có một cái quả búa này, đây là quả búa này, nó sẽ nằm ở trong cái lòng piston này cái xi lanh này các bạn nhìn thấy là nó sẽ rất sâu bên trong này như quả búa nó nhỏ nhỏ như này này nó để vào đây đấy các bạn nhìn ra và khi mà mình ấn này đấy nó sẽ có cái hơi nó nén hơi nó nén như vậy là khi mà cái xi lanh này nó sẽ chuyển động lên chuyển động xuống nhá chuyển động lên xuống này thì cái quả búa này thì nó sẽ được đập đây cái cái đầu búa này cái đầu búa này nó sẽ đập vào cái lõi ở bên trong này cái lõi bên trong của cái trục lớn này đấy, các bạn nhìn thấy chưa cả cái xi lanh này nó sẽ nằm vào trong cái cái trục lớn này và cái đầu búa này khi mà nó chuyển động lên xuống nó sẽ đập vào đây cái đầu này nó cứ thế nó đập đập quịch 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 nhưng do cơ cấu của nó là nó dùng xi lanh và nó nén bằng hơi nên là khi mà nó đập thì nó sẽ hạn chế cái việc rung tay của chúng ta thì đối với cái máy khoan bê tông này nó có cái công nghệ nó là vibration đấy có nghĩa là cái công nghệ mà giảm rung tối ưu nhất thì chính là nó dùng cái hơi này để nó đập này chứ nó không phải là đập trực tiếp và một số cái máy khoan trả tiền ấy, thì cái búa này nó hàn cứng chết vào cái đầu này nên là khi mà nó đập đấy, đập hoặc là nó có thể là dùng lò xo để nó nó giảm lực thế nhưng mà khi mà đập nó có cái độ rung rất cao nhưng mà với cái máy khoan bốt này thì nó dùng cái hơi này. nó đập nó vừa lực khỏe mà nó lại vừa giảm rung trong quá trình khoan của chúng ta thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái búa các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái cơ cấu chuyển động này. Thì cơ cấu này nó chính là nó điều khiển cái trục này. Đây nhá, các bạn nhìn này, nó có cái trục này. Nó sẽ điều khiển là lên hoặc xuống, lên hoặc xuống. Nếu như mà chúng ta đặt ở cái chế độ nguyên búa thôi thì lập tức là nó sẽ ngắt cái chuyển động. Có nghĩa là cái 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 trục này các bạn nhìn thấy cái trục này nó có bốn cái ngạnh này chưa? Đấy. Bốn cái ngạnh này chính là nó bắt vào bốn cái ngạnh ở trong cái trục lớn này. Đây Đây, trang máy nó có bốn ngạnh. Khi mà ở cái chế độ búa này thì lập tức là cái trục này nó xuống sâu nhất có nghĩa là nó ngắt ra khỏi cái 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 trục đầu này thì dẫn đến là nó không còn cái chế độ quay nữa mà lúc này nó chỉ còn mỗi cái chế độ búa nó đập thôi còn khi mà chúng ta chuyển sang cái chế độ ở giữa này đây mình sẽ bấm các bạn để ý này cái trục này nó sẽ đẩy lên này mình xoay này đấy các bạn nhìn thấy không nó đẩy lên đúng không ạ mình xoay tiếp sang cái chế độ nguyên khoan thôi thì nó đẩy lên cao nhất nếu mà nguyên khoan nó đẩy lên cao nhất thì cái Hiện tại ở cái chế độ giữa này là nó vừa khoan vừa búa có nghĩa là nó đẩy lên rồi thì lập tức là cái bốn cái ngạnh này nó sẽ được bắt vào trong cái ngạnh của cái trục này rồi thì lúc này là nó sẽ có cái chế độ quay. Và nếu mà chúng ta đẩy sang cái chế độ mà chỉ khoan không thôi. Đấy thì là cái này nó sẽ đẩy lên cao nhất và đồng thời là nó sẽ ngắt cái chuyển động của búa này đi. Nó không có cái búa tác động nữa mà nó chỉ khoan thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái trục này. Đây mình vặn vặn sang cái chế độ nguyên khoan đây nhá. Đấy cái trục nó sẽ đẩy lên cao. Này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ bị đẩy lên cao nhất. Đó. Như vậy là ba cái chế độ hoạt động của nó nó chỉ có như vậy thôi. Cái cơ chế hoạt động của nó cũng đơn giản vậy thôi. Để là mà cái xi lanh này nó chuyển động lên, chuyển động xuống được ấy thì nó sẽ thông qua một cái hệ thống uh, vòng bi. Vòng bi này là vòng bi uh, lệch đấy. Đây này, cái vòng bi lệch này. Nó sẽ có hai cái vòng bi lệch, một cái vòng bi lệch to này là nó chính là nó kết nối với xi lanh này. Đây. Mình quay này. Đó. Còn một cái vòng bi lệch nhỏ này thì nó sẽ kết nối với một cái trục cũng gọi là xi lanh ở đây. Cái mục đích của cái vòng bi này thì nó chỉ là cái định hướng, định hướng thôi, định hướng cho cái trục lớn này nó tránh bị lệch đi thôi. Đấy các bạn nhìn đây nha, nó chuyển động ạ. Đấy, thực ra thì về cơ cấu hoạt động của nó thì cũng không có cái gì quá phức tạp cả. Thế nhưng mà để nghĩ được ra những cái cơ cấu như này thì cũng là một quá trình nghiên cứu ấy. Đấy, bây giờ thì các bạn đã biết được là nguyên lý hoạt động của một cái máy khoan búa như nào rồi ạ. Còn đối với cái máy khoan thông thường thì nó chỉ quay thôi đúng không? Quay thì các bạn biết rồi. nhưng mà cái búa thì chính là đây. Đây chính là cái lực để nó tạo ra búa này, nó có thể đẩy lên đẩy xuống nó đập đấy. Cái quả búa này càng to thì cái lực đập càng mạnh thì tương ứng với là công suất của máy càng lớn và các bạn lưu ý là với những cái máy như này thì các bạn cần phải có cái mỡ bôi trơn và cái mỡ này là mỡ phải bôi trơn và phải chịu nhiệt được nhá thì để máy nó mới hoạt động chân chu được chứ nếu mà không có mỡ ấy là nó sẽ bị mài mòn các cái thành phần kim loại đi và sẽ rất nhanh hỏng cũng giống như xe máy của chúng ta thì cần phải bôi dầu mỡ vào đúng không ạ nếu như mà không có nhớt ấy thì nó sẽ rất mau nóng máy và nó bó máy dẫn đến hỏng máy luôn ở đây mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một chút này à, khi mà các bạn lắp vào ấy à, ở đây nó sẽ có một cái vòng bi đấy đây cái vòng bi này đấy đây là cái vòng bi này các bạn lắp nó vào thì các bạn để ý này cái vòng bi này thì nó sẽ có một cái chêm đấy cái chêm này là cái chêm cao su nhá đấy cái chêm này là bằng cao su nó chêm vào thì thông thường nó sẽ nằm ở phía đáy ở dưới này đáy nhựa này khi mà chúng ta tháo ra cái chêm này nó bằng cao su thường nó sẽ dính lại đáy nếu mà chúng ta lắp vào không cẩn thận này là cái vòng bi này nó sẽ ép vào cái cái cao su này nó sẽ bị móp méo như này đó. Và khi mà chúng ta chạy máy ấy, thì lập tức là nó sẽ bị lệch và dẫn đến là cái cao su này nó hỏng và cái vòng bi này nó cũng sẽ hỏng luôn. Đây như của mình đây. Đây là trong quá trình lắp ráp vào không để ý dẫn đến là nó cháy luôn vòng bi này các bạn này. Đấy kẹt chết cứng luôn vòng bi và nó làm cho hỏng luôn cái cao su nhá. Đây này cái cao su, đây cao su cũ của nó này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy nó quay cho khét lẹt luôn và cháy luôn cả cái vòng bi này. Nên là các bạn lưu ý khi mà chúng ta lắp là chúng ta cần phải có cái cái vòng chêm cao su này vào và chúng ta phải lắp nó đúng. Rồi mình cũng vừa mới mở cho các bạn xem bên trong một cái máy khoan bê tông nó có những gì và cái nguyên lý hoạt động của một cái máy khoan bê tông nó như thế nào rồi. Thì các bạn cũng đã rõ là cái nguyên lý hoạt động rồi đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.